video. Đây. Đi mình đỡ cái gớp đi, cái gớp nãy đây mình chụp rồi, qua rồi đỡ cái gớp này đi. Dạ, và sắp tới thì nói luôn ha. Ừ, nói luôn ha. Nói đi. Dạ, sắp tới thì thật ra em với Bin cũng có một cái dự án gọi là phim, cũng là web luôn. Thì đây là một cái bộ phim cũng rất là khá là ngôn tình. Cũng mong mọi người sẽ đón xem là Anh Trùm và Đạo Chích. Nghe tên thôi là cũng thấy nó hơi hơi gọi là gây cấn xíu rồi đó. Thì bộ phim này em và Bin cũng sẽ là người đóng chính luôn. Và em biết anh Bin cũng tiếp tục là đạo diễn, biên kịch, sản xuất. Trong dự định tương lai, nghĩa là sau em cũng đang đợi là Tri có bước tiến thêm về diễn viên, cũng như là sau khi mà em đi Tri đi Lọt Mặt Xấu về đi. Em nói cũng hy vọng là nói luôn hả? Dạ nói luôn hả? Mọi người cũng biết hết rồi đúng không ạ? Thì em cũng hy vọng là em cũng sẽ được đi theo để trợ giúp cho Tri, để cũng là học hỏi thêm kinh nghiệm từ anh Hải. Dạ. Để có thể nâng tầm của mình lên, biết đâu được trong một tương lai gần nào đó thì những anh chị ở đây cũng sẽ gặp lại em với tư trò là đạo diễn của một phim điện ảnh. Em rất là mong chờ ngày đó. Cảm ơn tất cả mọi người. Dạ. Và nói về phần gọi là diễn viên của Lật Mặt Xấu thì em cũng thật ra thì thôi giờ tiết lộ luôn hen, hồi chúc mọi người cũng biết hết à. Thật ra thì em cũng có được anh Hải và chị Hà chọn em vào một cái vai cũng cũng chưa biết vai gì mà em cũng có vai đó. Và em nghĩ là cho dù vai nhỏ hay là vai lớn, bất kể, em sẽ cố gắng để làm sáng vai này nhất có thể. Dạ. Và em cũng rất mong là quý khán giả sẽ luôn ủng hộ Lật Mặt Xấu và hãy trông chờ vào ngày 30 tháng 4 năm 2023 nha. Lật Mặt Xấu. Và em cảm ơn ạ. Em là một đạo diễn tương lai thì em nghĩ sao khi mà anh Lý Hải thành công liên tiếp với anh mỏi tay không? Rồi mọi người biết anh Lý Hải là gọi là thần tượng của em từ lúc em còn nhỏ, và đối với em trong lòng em á là ảnh còn hơn có một thần tượng nữa. Nếu mà về vai trò em mà đạo diễn thì ảnh gần như là một cái tượng đài trong lòng mình rồi, nên là em cũng lúc mà Tri được nhận vai á, được tham gia vô phim thì em cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội cho em để em được tiếp cận với thần tượng mình nhiều hơn và để học hỏi cái cách mà anh Lý Hải đó thành công. Thì tất nhiên là với vai trò đạo diễn thì em cũng rất mong là một ngày đó mình cũng sẽ có một bước tiến, có thể nói bước được đàn anh của mình. Em biết là để có ngày đó thì em phải học hỏi thêm rất là nhiều. Và đây là một cái cơ hội lớn để em được học ạ. Dạ. Và anh Bin là anh rất là thần tượng Lý Hải là từ nhỏ luôn, là đã em thuộc lòng tất cả các bài hát của không Lý Hải. Có bỏ sót một cái gì, một cái đĩa DCD mà Lý Hải ra hết, và tất cả luôn. Em cũng vậy, em ở dưới quê em cũng hay mua đĩa về em coi Lý Hải lắm, và em cũng rất là thần tượng, thì thần tượng hạnh phúc của chị Hà và anh Hải luôn. Và hai đứa tụi em cũng sẽ ráng phấn đấu để có thể được một dựa, cái dựa thành được, công trong thành công và được một cái hạnh phúc giống như là anh Hải và chị Hà vậy. Dạ. Thì hai đứa thành tựu quá trời, nhưng bây giờ được đóng phim một cái cảm xúc nó bùng nổ lắm ha.
đúng rồi. Lúc mà Tri được nhận vô vai anh Hải, em không biết bà Tri và có bả cái niềm vui xuống của Tri nhiều như thế nào, chứ em là em rưng rưng muốn hồi ơi em hả. Ờ, em đi casting đó mà nguyên một nhà em luôn, từ mẹ chồng tới em chồng luôn, mà người thân luôn. Sao rồi con, sao rồi con, có vai chưa chị, sao rồi chị có vai không, có đậu không chị, rồi có ai mẹ nói gì em không, là bao cứ hỏi riết luôn mà linh ứng là em đi xin đi xin. Nó cứ thành công liên tiếp cho nên có nhiều hy vọng công tiếp theo. Dạ, em rất là mong và em rất là mong được cái đà này cái mình tiến tới luôn. Và em cũng rất là mong là mình sẽ tỏa mày sáng trong lần dạ và làm tốt được vai diễn của em. Em có được khoe giọng trong cái khi này không? Chưa khoe giọng. Em chưa biết nữa, em cũng chưa biết gì hết luôn. Nói chung là mới biết thông tin là mình sẽ có vai rồi, chính xác là vai gì và thì đó là để anh Hải và chị Hà sẽ công bố với mọi người. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ có chứ, tại vì khi mà em đến với phim anh Hải đó, thật sự là đi phim được đi điện ảnh là em cũng là một cái gọi là sao ta, hú hồn hú vía đó chứ. Thật em nghĩ là em bật mí thêm với mọi người là Tri là một người rất là lười xem phim, thật luôn á, là diễn viên nhưng mà lười xem phim lắm. Nhưng mà từ lúc mà Tri được nhận vô cái bài điện ảnh này á, Tri phải ngồi coi lại tất tần tật những cái phim của anh Hải từng làm và ngồi coi đi coi lại, coi từng cái nét diễn của từng những diễn viên để mình học và mình biết được cái style phim của anh Hải như thế nào, cái nhịp phim của anh ra làm sao để mình để Tri học. Và ngày nào em cũng thấy Tri rất là áp lực, như là đứng trước gương á là em như thế này đã ok chưa, hay tập diễn này nọ. Nói chung là em thấy được bạn có một cái sự đầu tư rất là nghiêm túc cho cái bộ phim lần này của bạn. Đầu tư lớn mà chắc cũng vai lớn. À, chưa biết à. Thật ra thì vai lớn hay vai nhỏ gì đi chăng nữa thì em tin là Tri cũng sẽ làm sáng được vai của mình. Dạ. Dạ. Anh nói mong gia đình anh Hải là mong con. Dạ có. Dạ có luôn. Và em mong hết luôn ạ. Em mong hết luôn ạ. Em bước vô nhà anh Hải em cũng mong là em có cái nhà được như thế. Rất là mọi thứ rất là như là một cái mơ ước của tụi em luôn á. Và dạ, em sẽ ráng phấn đấu sao để cho được những hạnh phúc như anh Hải và chị Hà như vậy á. Dạ, dạ không em thì em với Vin thì chỉ dự định là đẻ sinh một bé thôi, một dạ, bé một bé gái thôi cho gia đình hạnh phúc thôi. chưa dạ, biết chưa luôn biết à, luôn ạ. Dạ thì hiện tại thì có vai là vui rồi mọi người, có vai là vui. Dạ, đúng rồi. Còn vai nhỏ vai lớn thì chút nữa em cũng không biết vai gì bây giờ, cho dù vai gì bây giờ em cũng sẽ cố gắng làm sáng vai nhất có thể. Dạ. Với lại cái dự án riêng mà hai đứa cái dự án vừa rồi rất là thành công thì dạ, em cảm thấy như thế nào, mình có cái động lực tiếp theo như thế nào cho cái dự án tiếp theo. Trời, nếu mà nói về cái dự án vừa rồi của em á thì chắc là em kể câu chuyện chắc 3 ngày 3 đêm chưa xong luôn á. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì Yêu Trong Hận nó cũng đã là một cái bước tiến rất là lớn trong sự nghiệp của em, và em cũng đang thuận đà để em đi tới luôn. Nãy em cũng có chia sẻ ở đó, giờ em dừng hết tất cả mọi cái nhiều bên hãng book em làm phim lắm, nhưng bây giờ em đang tạm thời em không nhận dự án nào hết để phát triển phim cá nhân. Dạ đúng rồi. Và em hy vọng là tổ vẫn sẽ thương em và khán giả họ vẫn sẽ yêu quý những cái sản phẩm em làm ra để em có thể có những bước tiến lớn hơn, để em có thể làm được điện ảnh. Điện ảnh vẫn là cái trạm dừng chân cuối cùng một cuộc đời em mong muốn chạm tới. Em mong là một ngày không xa, ví dụ như là 2024 chẳng hạn. Đúng rồi. Không biết à, tính em thì em hơi khó, như là anh Vin là anh chọn nhân vật chứ anh không có chọn người nhà. Thật ra mọi người ai cũng nói em Donnie đóng giày cho Tri, nhưng mà bản thân em thì em vẫn nghĩ là Tri phải xứng đáng để nhận được vai diễn, chứ không hẳn là cứ là vợ là được đâu ạ. À. Dạ không ạ. Dạ em xin cảm ơn cả nhà nha.